Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Quyết Định. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn trên cổ phiếu HPG liệu đã tạo đỉnh chưa. Cổ phiếu HPG hiện tại đang được phân phối đỉnh và có nguy cơ là đảo chiều trong một tháng tới. Khi tình trạng xảy ra phân phối đỉnh này tiếp tục tiếp diễn, vậy làm cách nào để chúng ta biết cổ phiếu HPG có khả năng phân phối đỉnh? Thì chúng ta hãy để ý đến khối lượng của nó. Hiện tại mình đang dùng trên nến tháng. Vậy hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021 và chúng ta thấy một cây nến đỏ của tháng này. Hiện tại khối lượng đã gần lớn hơn khối lượng của tháng trước. Và khối lượng của tháng trước là lớn hơn khối lượng của tháng trước nữa. Nên chúng ta hiểu rằng khả năng tháng này khối lượng sẽ vượt đỉnh tháng trước gần như là chắc chắn. Vì hiện tại còn khoảng tầm 2 tuần nữa thì mới hết tháng. Gần 2 tuần nữa mới tháng mà khối lượng đã gần lớn hơn đỉnh của tháng trước. Đây mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy đây là tháng trước, nến đỏ là tháng này. Thì chúng ta nhìn xem cây nến này, cây nến của tháng này đây là tháng đỏ đây, mà hôm nay màu đỏ đây, mà hôm nay mới ngày 19 tháng 6 năm 2021. Và tháng trước đây là một cây nến xanh cao hơn, khối lượng cao hơn khối lượng của mấy tháng trước. Và khối lượng từ đợt mạnh mẽ này, từ đợt lên mạnh mẽ này thì là rất là mạnh, và mọi người kiếm được rất nhiều tiền ở cổ phiếu này, nhất là những người nhiều tiền. Vì khi mà cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG thì rất nhiều cá mập người ta sẽ vào cái cổ phiếu này, nên là khối lượng sẽ rất là lớn. Và mình thấy là khả năng cao là phân phối đỉnh trong vòng khoảng một tháng tới, cổ phiếu HPG sẽ đảo chiều. Và ai giữ cổ phiếu này thì khả năng sẽ lên bán ra và không nên mua vào. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể nói các cổ phiếu HPG, HSG hay các cổ phiếu hàng hóa khác như cổ phiếu gỗ hoặc là một số cổ phiếu than đá khả năng sẽ xuống giá trở lại? Xin lỗi, cổ phiếu than đá sẽ không xuống giá trở lại, mà cổ phiếu than đá là thuộc cổ phiếu năng lượng. Mà cổ phiếu năng lượng sắp tới là sẽ dẫn dắt thị trường, đó chính là các cổ phiếu dầu, cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu dược. Trong ba ngành đấy là sẽ dẫn dắt thị trường sắp tới. Và cổ phiếu hàng hóa là cổ phiếu của các công ty thép, các công ty cao su và các công ty nông sản là sẽ khả năng xuống giá. Nên chúng ta sẽ để ý những cổ phiếu này, và mình có cơ sở để nói các cổ phiếu hàng hóa sắp tới sẽ đảo chiều. Và điều đó ngồi đi đi để anh nói, và điều đó mình sẽ chia sẻ sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn, đây chỉ là chia sẻ cá nhân trên sự nghiên cứu cá nhân. Mong các bạn hãy cân nhắc với việc lựa chọn ra vào của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.